Chương 2. Đứa con của rừng. Ngày xưa, ngày xưa, xa xôi tới mức tổ tiên chúng ta có lẽ cũng ít nghe nói tới, có một nữ thần mang tên Nessel sống trong rừng Burzi. Nữ thần là một người bà con gần gũi với nữ hoàng July, đầy quyền uy, và nhà của nàng nằm dưới bóng của một cây sồi khổng lồ. Hàng năm, cứ vào ngày đâm chồi nảy lọc, Nessel lại dâng chiếc ly vàng của Aka lên để nữ hoàng uống. Từ đó sự phồn thịnh của khu rừng. Bạn thấy đấy, nàng là một nữ thần, cũng có vai vế. Và hơn nữa, người ta còn đồn rằng nàng được đánh giá cao vì sắc đẹp và sự dịu dàng của mình. Đấng tạo hóa đã sinh ra nàng từ khi nào? Nàng không thể trả lời. Nữ hoàng July cũng không thể trả lời. Ngay đứng bản thân Aka vĩ đại cũng không thể trả lời. Đó là từ thở rất xa xưa, khi thế giới này mới được tạo thành và cần có các nữ thần để cai quản khu rừng và chăm sóc những cây non. Thế rồi, vào một ngày mà không ai còn nhớ chính xác, Nessel đã được sinh ra, rực rỡ, dễ thương, mảnh mai và gọn gàng như chính cái cây non mà nàng được tạo ra là để bảo vệ nó. Tóc nàng mang màu hoa rẻ, mắt nàng xanh thẳm trong ánh nắng mặt trời, và tím biếc trong bóng râm, má nàng rực lên trong màu hồng nhạt của viền những đám mây lúc hoàng hôn. Môi nàng đỏ, ngọt ngào và mềm mại. Về trang phục, nàng chọn màu xanh của lá sồi. Tất cả các nữ thần rừng đều sử dụng màu đó và không ai thích màu nào khác. Đôi chân xinh xắn của nàng xỏ trong đôi dép con, trong khi đầu nàng không đội gì ngoài một mái tóc dài óng mượt. Nhiệm vụ của Nessel rất ít và đơn giản. Nàng giữ không cho đám cỏ dại mọc dưới gốc, mà lấy đi chất dinh dưỡng của những cái cây được nàng chăm sóc. Nàng xua đuổi bọn gắt gầu để không cho chúng có thể được thú vui ác độc là bay quanh những thân cây, làm cho cây bị thương rồi héo rũ, chết đi vì tiếp xúc với chất độc. Vào mùa khô, nàng lấy nước từ ao và suối tưới ẩm lên những rễ cây đang khát nước. Đó là thời kỳ đầu. Còn bây giờ, cỏ dại đã biết cách tránh xa những khu rừng có nữ thần rừng cư trú. Những con gắt gầu đáng ghét đã không còn dám bén mảng tới gần. Cây cối đã trở nên già và cứng cáp. Chúng có thể chịu hạn tốt hơn so với khi vừa mới mọc. Do vậy, gánh nặng công việc của Nessel cũng được trút bớt, trong khi thời gian ngày càng trôi chậm lại và những năm tháng tiếp theo trở nên buồn chán, tẻ nhạt hơn so với tâm hồn vui vẻ, yêu đời của nữ thần. Thực ra thì những cư dân của rừng không thiếu gì dịp giải trí. Mỗi tháng, vào dịp trăng tròn, họ lại nhảy múa trong hoàng cung của nữ hoàng. Cũng có ba bữa tiệc quả hạnh, có lễ kỷ niệm những màu sắc mùa thu, có buổi lễ rơi lá đầy trang nghiêm và bữa tiệc ồn ào trong ngày đâm chồi nảy lọc. Nhưng những dịp lễ hội này thường cách xa nhau, bỏ lại những khoảng trống giữa chúng là những chuỗi ngày nhàm chán. Việc một nữ thần rừng có thể trở nên bất mãn là một điều mà các chị em của Nessel chưa từng nghĩ tới. Nó chỉ xảy đến với nàng sau rất nhiều năm chịu đựng. Nhưng ngay khi nàng quả quyết rằng cuộc đời nàng thật tẻ nhạt, thì cũng là khi nàng không còn kiên nhẫn với tình trạng của mình. Nàng muốn làm điều gì đó thực sự thú vị và muốn biến đổi những chuỗi ngày của nàng theo một cách mà nữ thần chưa từng mơ tới. Chỉ mối luật của rừng đã không cho phép nàng tiến hành việc tìm kiếm một cuộc phiêu lưu cho riêng mình. Trong khi tâm trạng ấy đang đè nặng lên nàng, Nessel xinh đẹp, thì tình cờ một sự kiện xảy ra. Đó là Aka vĩ đại đến thăm rừng Burzi và cho phép các nữ thần rừng ở đây, theo tập quán, được nằm dưới chân ngài và lắng nghe từng câu, từng chữ thông thái từ miệng ngài. Aka là thần rừng của toàn thế giới. Ngài có thể nhìn thấy mọi thứ và biết nhiều hơn tất cả những đứa con của loài người gộp lại. Đêm đó, ngài nắm tay nữ hoàng, bởi ngài luôn yêu quý những nữ thần như những đứa con, và Nessel nằm dưới chân ngài cùng nhiều chị em mình, chăm chú lắng nghe ngài nói. Hỡi những cô bé xinh đẹp, chúng ta đã sống quá hạnh phúc trong khu rừng của mình.
Aka nói, trong lúc tay vuốt bộ râu hoa râm một cách chậm rãi, đến mức chúng ta không biết gì về những đau buồn và nghèo khổ của rất nhiều những con người đáng thương đang sống ở những vùng đất trống ngoài kia của trái đất. Họ không cùng một loài với chúng ta, điều đó đúng. Nhưng một giống loài được nhiều ưu ái như chúng ta thì luôn giàu lòng trắc ẩn. Thường thì mỗi khi đi qua nhà của những con người đang bị đau khổ, giày vò đó, ta lại động lòng muốn dừng lại và giúp họ xua tan những đau khổ. Nhưng đau khổ ở mức không thái quá lại là số mệnh của loài người, và chúng ta không có quyền can thiệp vào quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nữ hoàng xinh đẹp nói, cúi mái đầu vàng óng trước vị thần rừng, ta đoán rằng Aka vẫn thường giúp đỡ loài người. Aka mỉm cười, đôi khi ngài đáp lời khi họ còn trẻ, những đứa trẻ, loài người gọi chúng là vậy. Ta đã dừng lại để cứu vớt chúng khỏi những buồn đau. Còn những người đàn ông và đàn bà thì ta không dám can thiệp. Họ phải chấp nhận gánh nặng mà tự nhiên đã đặt lên vai họ. Nhưng những em bé vô tội, những đứa trẻ ngây thơ của loài người, chúng có quyền được hạnh phúc cho đến khi chúng thực sự trưởng thành và có khả năng chịu đựng những thử thách dành cho loài người. Do vậy, ta nghĩ là ta có lý khi ra tay giúp đỡ các em. Gần đây, khoảng một năm ta có gặp bốn đứa trẻ đáng thương đang nằm co rúm vì lạnh trong một túp lều gỗ. Chúng đang sắp bị chết cóng. Bố mẹ chúng đã sang ngôi làng bên cạnh để tìm thức ăn và nhóm một đống lửa để giữ ấm cho những đứa con nhỏ bé trong khi đi vắng. Nhưng một cơn bão nổi lên và phủ tuyết xuống đường. Do vậy, họ đã phải mất rất nhiều thời gian di chuyển. Trong khi đó, lửa đã tắt và xương giá đã thấm vào tận xương của những đứa trẻ đang chờ đợi giữa túp lều. Quả là đáng thương, nữ hoàng thì thầm nói. Ngài đã làm gì? Ta đã gọi Neko ra lệnh đi lấy gỗ từ những khu rừng của ta và thổi cho chúng tới khi đống lửa rực sáng trở lại và sửa ấm túp lều nhỏ bé mà những đứa trẻ đang nằm. Sau đó, bọn trẻ hết run rẩy và ngủ tiếp cho đến khi bố mẹ chúng trở về. Rất mừng là ngài đã làm như vậy, nữ hoàng tốt bụng nói. Hướng lên vị thần rừng và Neko, sau khi nhiệt tình lắng nghe từng câu, từng chữ, đã thì thầm trong im lặng. Ta cũng mừng vì điều đó đã diễn ra. Và đúng vào tối nay, Ak tiếp tục nói. Khi đi đến rìa rừng Bruce, ta nghe được một tiếng khóc mong manh mà ta nghĩ là xuất phát từ một trẻ sơ sinh của loài người. Ta nhìn quanh và tìm thấy ở gần rừng một em bé nằm trần truồng trên cỏ, khóc thút thít rất đáng thương. Không xa ở phía rừng có sư tử Sheogrey đang thu mình lấy đà, định ngấu nghiến bé con cho bữa tối. Và ngài đã làm gì, Akha? Nữ hoàng hỏi trong hồi hộp. Không nhiều, bởi vì ta đang vội đến chào các nữ thần của ta. Nhưng ta đã ra lệnh cho Sheogra lại gần, cho bé bú để qua cơn đói. Và ta đã bảo Sheogra truyền lời của ta đến những động vật trong rừng, rằng không kẻ nào được làm hại đến bé. Ta rất mừng rằng ngài đã làm điều đó, nữ hoàng tốt bụng lại nói, với giọng điệu như vừa chút được gánh nặng. Nhưng lần này Nicho không bắt chước nữa, bởi vì nàng trong một quyết định lạ đã bất ngờ tách ra khỏi nhóm. Dáng người mềm mại của nàng nhanh chóng lướt theo các lối đi trong rừng cho đến khi tới được rìa rừng Buzzer thì dừng lại. Và nàng chăm chú nhìn ra xung quanh. Từ trước đến giờ nàng chưa từng đi xa đến vậy, bởi vì theo luật của rừng thì các nữ thần phải sống sâu trong rừng thẳm. Nicho biết mình đang phạm luật, nhưng ý nghĩ đó không làm chùn chân nàng. Nàng đã quyết định phải tự mắt nhìn thấy em bé mà Aka đã kể. Bởi vì nàng chưa từng được ôm một đứa trẻ của loài người trong lòng. Tất cả loài người mà nàng gặp đều đã trưởng thành. Không có ai là trẻ con cả. Nhìn xuyên qua những cái cây, Nicho thấy em bé đang nằm trên cỏ. Nhưng bây giờ em bé đang ngủ ngon lành sau khi đã bú sữa Sheogrey. Em chưa đủ lớn để hiểu được nguy hiểm là gì.
Chỉ cần không thấy đói thì em hài lòng. Nữ thần nhẹ nhàng tiến đến gần em bé và quỳ xuống bãi cỏ. Chiếc áo choàng màu hoa hồng phủ lên người nàng mỏng như tơ. Nét mặt dễ thương của nàng đầy vẻ tò mò và ngạc nhiên, nhưng trên hết là một tình thương dịu dàng nữ tính. Em bé chỉ vừa mới đẻ, mũm mĩm và hồng hào, em hoàn toàn không nơi nương tựa. Trong khi nữ thần chăm chú nhìn, bỗng em bé mở mắt ra, mỉm cười với nàng và dang rộng cả hai cánh tay. Ngay lập tức, Nestor ôm lấy em bé vào lòng và nhanh chóng cùng với em quay ngược vào rừng thẳm.